Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Phó tổng thống đống Hoa Kỳ Kamala Harris đã xuất hiện lần đầu tiên cùng với người bạn đồng hành mới được chọn của bà, thống đốc Minnesota là ông Tim Walz. Cả hai đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt trước hàng ngàn người tại một cuộc tụ họp ở Philadelphia. Ông Walz 60 tuổi, là cựu giáo viên trường học và huấn luyện viên bóng bầu dục, từng phục vụ trong lực lượng vệ binh quốc gia trong 24 năm, đảng dân chủ hy vọng ông có thể giành được cử tri thuộc tầng lớp lao động. Ông nói với cuộc meeting rằng Donald Trump sẽ đưa nước Mỹ lùi lại nếu ông này giành lại chức tổng thống. Ông Donald Trump không chiến đấu vì bạn hay gia đình bạn. Ông ấy không bao giờ ngồi trong bàn bếp như bàn mà tôi đã lớn lên và tự hỏi làm thế nào để chúng ta trả các hóa đơn. Ông ấy ngồi trong câu lạc bộ đồng quê của mình ở Malarago và tự hỏi làm thế nào để cắt giảm thuế cho những người bạn giàu có của mình. Cả hai đang trong chuyến vận động tranh cử kéo dài 5 ngày tại các tiểu bang chiến trường quan trọng. Được biết, ông Walsh lớn lên thị trấn nhỏ bé West Point ở Nebraska là giáo viên khoa học xã hội, huấn luyện viên bóng bộ dục và thành viên công đoàn trước khi tham gia chính trường. Ông đã giành chiến thắng trong nhiệm kỳ đầu tiên trong 6 nhiệm kỳ tại Quốc hội vào năm 2006 từ một quận chủ yếu là vùng nông thôn phía nam Minnesota và sử dụng chức vụ này để bảo vệ các vấn đề của cựu chiến binh. Được biết, ông là một chính trị gia nổi tiếng ở Hoa Kỳ vì gọi Donald Trump là kỳ quạt quay đã được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống cho bà Kamala Harris. Thống đốc Minnesota và cựu giáo viên Tim Walz sẽ trở thành phó tổng thống nếu Kamala Harris đánh bại Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Chiến dịch tranh cử của Harris đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh bà gọi điện thoại cho ông Wong để đề nghị ông nhận việc. Hi, Xin chào, tôi là Tim. Tôi là Kamala Harris. Chào buổi sáng, Tổng đốc. Chào buổi sáng, thưa bà phó tổng thống. Nghe này tôi muốn ông làm điều này cùng với tôi. Chúng ta hãy cùng nhau làm điều này. Ông có muốn ta làm bạn đồng hành và chúng ta sẽ cùng đưa điều này lên đường hay không? Tôi sẽ rất vinh dự, thưa bà Phó Tổng thống. Niềm vui mà bà mang về cho đất nước, sự nhiệt tình đang lan tỏa và sẽ là một vinh dự khi được mang điều này theo bà trên khắp đất nước. Theo giới truyền thông Hoa Kỳ, ông Wall không hẳn là một nhân vật nổi tiếng với tầm mức quốc gia trong nền chính trị Hoa Kỳ. Nhưng ông đã thu hút sự chú ý của mọi người hai tuần trước khi ông đưa ra lời lăng mạ tàn khốc nhưng đơn giản đối với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump lời giải trích ông Trump là một con người kỳ quặc nay trở thành thông điệp chính trong chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ. Bây giờ, ông chỉ còn có 90 ngày để thuyết phục cử tri Mỹ đưa ông và bà Harris vào tòa Bạch Ốc. Mặc dù ông Walsh là thống đốc tiểu bang Minnesota ở phía bắc Hoa Kỳ, nhưng ông đến từ Nebraska, xa hơn về phía nam. Ông lớn lên ở thị trấn nhỏ Booth, nơi chưa có hàng trăm người sinh sống và dành những kỳ nghỉ hè để làm việc tại trang trại gia đình. Năm 17 tuổi ông gia nhập quân đội, nối gốc người cha là cựu chiến binh. Sau đó ông dành 24 năm trong lực lượng vệ binh quốc gia, lục quân, vốn là lực lượng trừ bị của quân đội Hoa Kỳ. Nhờ có các chế độ phúc lợi GI Bill bao gồm chi phí giáo dục đại học cho các quân nhân Hoa Kỳ, ông đã học để trở thành nhà giáo ở cấp trung học. Ông đã dạy môn khoa học xã hội ở trường trung học trước khi tham gia chính trị. Trong thời gian giảng dạy tại quê hương Nebraska, ông đã gặp người vợ bốn lòng nữ giáo viên đến từ Minnesota. Sau đó họ chuyển đến Mankato, một thành phố của Minnesota với khoảng 45.000 người để gần gia đình vợ hơn. Đây là một bản lý lịch khá khác thường đối với ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Dân chủ. tờ Washington Post đưa tin ông là người đầu tiên không học trường luật kể từ năm 1964. Nhưng Đảng Dân chủ hy vọng xuất thân từ nông thôn và quân đội của ông sẽ giúp họ giành được sự ủng hộ của các cử tri trung dung. Sau khi tốt nghiệp ngành giáo dục khoa học xã hội, ông này chuyển đến dạy ở Trung Quốc vào năm 1989, năm xảy ra vụ thảm sát thiên an môn tàn khốc. Theo tiểu sử ông của hội Hoa Kỳ, ông là một phần của nhóm nhà giáo dục người Mỹ đầu tiên được chính phủ phê duyệt giảng dạy ở Trung Quốc thông qua một chương trình tại Đại học Harvard trong cuộc phỏng vấn năm 2016 với ấn phẩm nông nghiệp. Ông cho biết đã đến Trung Quốc khoảng 30 lần và trong cuộc phỏng vấn nói rằng ông không thuộc nhóm quan niệm Trung Quốc nhất thiết phải có một mối quan hệ đối đầu. Tôi hoàn toàn không đồng ý và tôi nghĩ chúng ta cần phải kiên quyết về những gì họ đang làm ở Biển Đông nhưng có nhiều lĩnh vực hợp tác mà chúng ta có thể cùng nhau thực hiện. Vào những năm thuộc tập niên 1990, trong khi dạy học ở Mankato, Ông là huấn luyện viên cho đội bóng bầu dục của trường và đã giúp cho đội giành chức vô địch tiểu bang đầu tiên. Đồng thời, ông trở thành cố vấn cho liên minh những người đồng tính của trường. Ông cũng cố gắng thể hiện mình là người ủng hộ việc kiểm soát súng đạn loại tấn công, mặc dù chính ông là người thích đi săn bắn, mang tính thể thao. Ông bị chỉ trích quá chậm chạp với quyền hạn của một thống đốc trước việc đối phó các vụ bạo loạn cướp phá tại Minnesota sau vụ một cảnh sát viên đè ông George Floyd đến chết theo phúc trình của Thượng viện đã gây tổn hại cho các doanh nghiệp hơn 500 triệu Mỹ Kim. Để biết ông Walsh, 60 tuổi, nổi tiếng là người ăn nói thẳng thắn và thực hiện một loạt các cuộc phỏng vấn trên truyền hình trong vài tuần qua. Trong đó ông đã gọi ông Donald Trump là kỳ lạ, bao gồm cả lần xuất hiện này trên CNN. Tôi phải nói với bạn qua quan sát của tôi về điều này là bạn có thấy anh chàng đó cười không? Đối với tôi, thật kỳ lạ khi một người trưởng thành có thể trải qua 6 năm rưỡi xuất hiện trước công chúng. Nếu anh ta cười, thì đó là cười với ai đó. Đây là hành vi kỳ lạ, và tôi không nghĩ bạn có thể gọi nó là bất cứ thứ gì khác. Đó chỉ đơn giản là những gì chúng ta đang quan sát thấy được mà thôi. Trong đó ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng Hòa, J.D. Vance nói rằng Tim Walz là một trong những người cực đoan cánh tả nhất trong toàn bộ chính phủ Hoa Kỳ. Thành tích của Tim Walz là một chuyện đùa. Ông ta là một trong những người cực đoan Cánh tả nhất trong toàn bộ chính phủ Hoa Kỳ ở mọi cấp độ. Nhưng tôi nghĩ rằng những gì Tim Walz được lựa chọn nói lên rằng Kamala Harris đã quỳ gối trước phê cực tả của đảng mình. Đó là điều bà ta luôn làm. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.